Bạn ơi, tôi đảm bảo bạn là không mất mát cái gì đâu. Bạn, tôi thề với bạn là từ khi trưng dụng cái xe của bạn, tôi giữ hơn giữ mà tổ, không hề xước sát một chút nào, kể cả là lốp xe. Này, tôi giấu lọ nước hoa trong cốp ấy. Bây giờ đâu? Lọ nước hoa nào nhỉ? Tôi thề với bạn nhé. Tôi thề với bạn là từ khi trưng dụng xe của bạn, tôi chỉ dùng để đi lại thôi, chứ tôi không lục lọi, không biết, không có nước hoa, không có gì cả, cụ nhỉ? Dạ. Báo cáo bác là tôi cái chai nước hoa là do lỗi em sơ suất rồi. Em lại cứ tưởng là không phải của ai. Em phải mang về em tặng con mẹ đi nha em. Nhưng mà bác yên tâm, tí về em thu hồi em trả lại bác. Trên xe của tôi mà là không phải của ai. Này, cái gì đây? Hả? Đây là cái gì? Tại sao trên xe lại có cái thứ chất tiệt này? Hả? Cái gì đấy? Tại sao trên xe lại có cái phương tiện bóng tránh thai thế này? Cái gì ấy? Cái này ở đâu đây? Hả? Ở đâu ra? Cái gì đấy bạn? Ông cầm đấy. Cái này là cái gì này? À, tôi chết rồi. Cái này là cái bao cao su đời mới. Ôi dồi ôi, khổ quá. Có bạn để trên xe tôi biết đâu. Này, bà thừa biết là từ trước đến giờ tôi có bao giờ dùng cái sản phẩm này đâu. Này, tôi nói cho ông biết nhá, chỉ có ông với ông Tích ý là cưỡi cái xe này. Hai ông khôn hồn thì nhận mau cho tôi nhá. Tôi nói này, cái xe này ấy không phải cái nhà thổ để cho các ông bậy bạ, nghe chưa? Của ông đâu cầm đấy? Tôi nhìn tôi tưởng là cái dây dầu gội đầu cơ. Mà này, cái này chính là của cụ nhá. Đúng rồi, hôm qua con bắt quả tang cụ giấu cái này trên xe. Cụ nhận đi, cụ nhận giúp con một cái nhá. Thế nhưng mà này, không nhưng nhị gì cả, nhận ngay, không bà sự bà lên cơn điên bây giờ nhá. Của cụ thì cụ phải nhận nhanh lên. Thì của tôi thế có phải nhanh không? Thôi thì cũng báo cáo bác sự trị sự thế này. Giữa anh Tích đây và anh sự thì có một cái sự hiểu lầm là không hề nhỏ. Thế thì trong cái quá trình bồi thường 88 con lợn chết đấy, thế thì anh Tích đây thì cứ nghĩ là anh sự là gán cái xe này cho anh Tích. Câu chuyện nó như thế. Mà thôi, không có lằng nhằng, không có đôi co đó. Bây giờ tóm lại đấy, ông phải làm cái giấy cam kết, ông ký vào và trả đủ cho tôi 300 triệu. Lúc đó thì tôi sẽ rút đơn. Cụ để con. Kính thưa bạn và vợ bạn, tôi phải nói thật với bạn là 300 triệu của bạn ấy thì tôi đã dùng 200 triệu đưa con vợ nhà tôi để nó xuống giống lợn. Thế còn 100 triệu thì trong đấy 80 triệu là tôi đem đi làm phúc hết. Thế nên bây giờ tôi chỉ còn có 20 triệu thôi. Thôi bạn nhận giúp tôi. Tôi bảo bà cầm giúp tôi nhá. Khi nào mà thằng Tiếc ấy nó giả tôi đủ 340 triệu thì tôi sẽ giả đủ bạn 300 triệu được chưa? Tôi nói cho ông biết nhá, không phải cậu Tiếc nhà tôi nợ ông 340 triệu rồi đấy. Đáng lẽ cái ngày hôm đấy là ông phải gọi cán bộ thú y vào để xử lý công việc chứ. Bây giờ ông lại bảo là cậu Tiếc nhà tôi nợ à? Hôm đấy nhá, cậu Tiếc cậu tiêm nhầm thuốc B chứ phải thuốc độc cho lợn nhà ông đâu. Đấy, ông có thấy chưa? Chưa chi ông đã vội vội vàng vàng đi bán tông bán táng đi. Nhớ tiêm nhầm thuốc độc thì có phải ông rũ tù không? Hả? Rũ tù? Cụ hả? Nhá, cụ là chính quyền địa phương mà cụ làm ăn quan liêu như thế à? Tôi quan liêu cái gì? Tôi quan liêu cái gì? Cụ cầm ngay nhá, trật tự ngay nhá. Cụ biết thừa là thằng Tiếc nó tiêm thuốc độc vào cho lợn mà cụ vẫn xúi giục người ta đi bán cho dân người ta ăn. Người ta ăn mà người ta chết là cụ rũ tù đấy. Anh bảo ai rũ tù đấy? Có mà cô ấy. Thế anh có để cho tôi làm việc với người ta không? Thì làm đi. Không đi về đấy. Động viên, tôi chỉ động viên anh chị bán thôi chứ tôi có xui anh chị bán đâu. Làm việc đi, nhanh lên. Vâng, thì cũng một lần nữa cũng xin báo cáo lại với anh chị sự là thế này. Thôi thì giữa anh sự với anh Tích đây thì dù sao cũng có cái mối quan hệ là rất gần gũi, là thông gia. Thế thì coi như là chị sự đã nhận tiền hoàn bồi rồi. Đúng rồi. Thế thì bây giờ này, thì câu chuyện của chúng ta là đến đây thì theo em là nên kết thúc. Đúng rồi. Thì bác sự rút cho anh Tích cái đơn anh nhỉ? Cái gì? Này, khi nào mà tôi chưa nhận đủ 300 triệu nhá, đừng có hòng tôi rút đơn nhá. Các người rũ tù. Tù nhá, đừng có đùa. Này anh Tích, anh có nhớ cái lúc mà thằng cha sự ấy
nó cứ chỏ mặt tôi ấy. Nó bảo gì nhỉ? Lúc ấy tôi ủ tai chóng mặt, tôi chả nghe gì cả. Nó bảo là tu, chứ còn gì nữa. À, thế là nó nói đùa. Đùa cái gì? Nó bảo là đừng có đùa, chứ không phải là đùa. Này, ê, nó mà chơi thật thì tôi mất uy tín lắm đấy, không đùa đâu. Này, anh Tích. Anh Tích. Ơ này, cái biển ấy, nó có tội gì mà anh ném nó hỏng của người ta? Còn ném vào mặt cái chữ sự kia kìa. Chữ sự đó làm sao? Cái gì không vận sự miễn vào thì có cái gì đâu mà anh phải ném. Nhưng mà con cày nó nhá. Đấy, cái thằng sự đang yên đang lành thì nó lại đòi tống mình vào vòng lao lý, cày thế cơ chứ này. Cụ hả? Cụ về lấy cho con mượn cái sổ đỏ của cụ nhá. Thế sổ đỏ nhanh đâu mà anh cứ phải mượn sổ cho tôi? Khổ lắm, cụ biết đấy, con là doanh nghiệp, sổ đỏ lúc nào con chả để trong nhà băng. Chính vì thế con mượn cái sổ đỏ của cụ, con cắm vào trong ngân hàng này, con rút ra khoảng 300 triệu, con giả thằng kia cho nó rút cái đơn về. Con mà rũ tù là xấu mặt cụ lắm đấy. Ôi giời ạ, không biết làm sao mà tự dưng tôi cứ phải đi đổ vỏ cho nhà anh thì cứ thế cơ chứ lị. Chứ vỏ của cụ thì ai đổ hộ cụ? Vỏ gì mà anh mà ai đổ? Vỏ gì? Này, cụ nên nhớ bây giờ cụ là Daddy Đoành đấy. Này, người ta còn bằng chứng sờ sờ ra đây này. Đây, Daddy Đoành đang bón cho cái gì? Baby lụa. Đây, cụ nhìn đây, đây còn đây nữa này. Đây, cụ nhìn đi. Đây, thanh thiên bạch nhật nhá. Đứa nào bồng bế nhau đi đây. Hả? Cụ có thích con đưa bằng chứng này ra không? Hả? Thôi được rồi. Thế thì để tôi về tôi lừa cụ bà tôi lấy cái sổ đỏ cho nhanh. Thế nhưng mà anh xóa cái của nợ ấy đi, chứ không chị Tích chị biết ấy. Xấu mặt lắm. Cụ yên tâm đi. Con chỉ giữ cái này làm kỷ niệm thôi nhá. Mà này, điện thoại của con nó có đến 9 tỷ cái bảo mật, cụ không phải lo nhá. À đấy, tự nhiên lại nói ra cái số 9 tỷ. Bây giờ mà tôi có 9 tỷ thì tôi sẽ cho cái thằng sự nó rũ tù. Cày lắm rồi. Này anh Tích ơi, hay tôi có cái sáng kiến này. Tôi với anh ấy đầu tư cho hai con tí con, hai cái điện thoại iPhone 6S Plus với cả hai cái xe đạp điện ấy. Hay bây giờ mình thu hồi về là cũng gỡ gạc được mấy chục ấy. Này, nhìn cụ nó thông minh sáng láng như thế này mà tại sao cụ lại có cái sáng kiến nó lại mù mịt tăm tối đến như thế? Hả? Mình là đại gia, không bao giờ được đòi quà, cụ nhớ chưa? Ước gì bây giờ con với cụ phải tìm được cái việc gì nó phải kiếm được thật nhiều tiền, nó vừa nhanh vừa nhiều vừa nhàn vừa oai vừa oách nhá. Cụ động não đi. Gớm, nhanh nhiều nhàn oai oách thì bây giờ ấy, tôi nói thật với anh ấy, chỉ có đi làm việc ác thì mới được nhiều tiền thôi, chứ còn làm việc thiện thì mõ đâu ra. Cụ vừa nói cái gì thiện? Tôi bảo làm việc thiện thì lấy đâu ra nhiều tiền. Đúng rồi, việc thiện. Hay nhờ cụ ơi, uy tín trưởng thôn của cụ nó đang cao vời vợi như thế này, tại sao cụ con mình không đi kêu gọi từ thiện? Đấy, cụ thấy sáng kiến của con có hay không? Từ thiện, con với cụ sẽ đi làm từ thiện. Nào nhanh cái chân lên. Cái thằng kia, mày cứ bắt nạt em là sao? Ông bảo nó đi trước. Con đói cái gì khổ quá. Con bánh mì đói. Ba con đồng nào không? Mua cho đàn bướm bướm mấy cái bánh mì. Làm gì con đồng nào? Đồ đề cho lắm à? Này, im mồm. Này, mẹ dặn đây, tất cả các con đi vào nhà ông trưởng thôn nhớ phải trật tự, lễ phép, chào hỏi cho đầy đủ, nhớ chưa? Vâng ạ. Còn ông nhá, quản cái thằng kia thật chặt vào nhá. Rồi. Nó mà vào đến nó phá phách thì ông cũng chết với tôi. Ra quản luôn đi. Ăn bánh mì nhá. Ôi. Nói thật không? Thật. Thề đi. Thề. Yeah. Thôi được rồi, cả nhà mình theo mẹ đi vào. Yeah. Đây. Đi vào đây các con ơi. Vào đây.
Chú Đành có nhà không chú Đành ơi? Chú Đành ơi, chú Đành ơi. Chú Đành ơi. Gạo trật tự. Cứ mẹ có bảo các con gọi đâu. Ngồi chút. Trật tự. À, cô Đành đi à? Vợ chồng anh Thắng Mỹ đó à? Các con chào cô Đành đi. Chúng con chào cô Đành 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 à. Chú chóa cả cháu ngoan thật đó chị hề. Ôi trời ơi. Mẹ bảo đây, mẹ bảo các con trả lại hết cho cô đi. Khi nào có tiền mẹ sẽ mua cho các con ăn. Vâng, không trả. Thôi các con nó thèm, cứ để cho nó ăn. Lúc nào chú Đoàn xác nhận nhà mình hộ nghèo thì lấy tiền đấy giả. Ôi trời ơi, thôi đi đi, vào đây ngồi trật tự nào. Ngồi trật tự đi, nhanh, ngồi trật tự. Trật tự, trật tự. Ôi trời ơi, thôi thôi. Con phải trả em đi chứ. Lạ đi nhỉ. Lạ thôi. Đây đây, của con đây, của con đây. Đây đây, 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 của con đây. Trời ơi, thế này mẹ cho con cái này, mẹ cho con cái này. Đây, đây. Yeah, yeah. Không chí mới chị Mỹ ạ, cứ để cho các cháu nó lấy nó ăn, đáng bao nhiêu tiền đâu. Mà tưởng anh Tháng đi sấy, chị Mỹ đi buôn thịt lợn, kiếm lắm cơ mà. Ôi dồi ôi, mấy tháng này vất vả lắm cô ạ. Đấy, đánh lô thì trượt, mà đánh đề thì xịt. Cho người ta bốc bắt họ thì bị bùng. Thế nên là vợ chồng tôi cụt vốn đấy. Tôi thì đi xây cho bác Sự, không may sập bố cái mái của hàng xóm. Mấy tháng này bác có trả lương đâu, chán lắm. Khổ. Chính vì thế hôm nay vợ chồng tôi mới dắt các cháu sang đây để nhờ cô về nói với chú Đoành xác nhận cho gia đình nhà tôi là hộ nghèo để thi thoảng còn được nhận quà từ thiện cô ạ. Đấy, cô nhìn đàn tàu há mồm này ăn học tốn kém lắm. Tôi phải cho đứa lớn nghỉ học theo tôi đi làm phụ hồ đấy. Ấy chết, các cháu đang học thì để cho các cháu đi học. Hôm nay anh Đoành bần dẫn đoàn đi phạt qua từ thiện. Khi mô anh về để tối nói giúp cho. Anh chị cứ yên tâm mà về đi. Thế cô bảo chú xác nhận cho nhà tôi là hộ nghèo nhá. Dạ. Mà nghèo thật bền vững thôi nhá. Rồi, cảm ơn cô rất là nhiều. Các con, chào cô đi nhỉ. Chúng con chào cô Đoành 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 à. Dạ, ngoan quá. Xin phép cô nhá. Dạ. Này, thế đoàn mình về nhỉ. Ê, đoàn nhà mình về nhá. Về, 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 về. Về các con. Chồng anh về nhá. Dạ, cô thông cảm. Đi, đi về các con, đi về. Ông ơi, Hồng ơi ông ạ. Hồng là Hồng thế nào? Đấy, thế mày đã tìm được con sen con lụa chưa? Có tìm được rồi. Thế sao mày không bảo hai đứa nó về làm thơ ký cho ông? Ý nó thế nào? Dạ, nó từ chối luôn ông ạ. Cái gì? Nó bảo bây giờ nha, nó chỉ đi làm thiện nguyện cho ông Tích, một cái thằng cha Đoành thôi. Thằng cha Tích này, cáo giả thật. Nó dám câu hai con tí con của mình về làm từ thiện cho nó à? Vâng, nó bảo á, làm việc nhà mình vất vả. Với lại bà Sự suốt ngày bà ấy chửi. Giờ á, làm việc cho ông Tích nhá, việc nhẹ lương cao, lại còn được chiêu. Mà này. Dạ. Thế sao bảo con sen nó đang yêu mày cơ mà? Vâng. Thì đấy, tất cả tại ông ấy. Trước á, con thích nó. Ai bảo ông là cứ cấm cơ. Giờ nó chê con nghèo, trên răng, dưới tông này, nó không thèm yêu nữa. Mà giờ nó ăn mặc sang chảnh lắm. Hai cái còn mất dạy. Nó là người ở của ông mà lại dám khinh người ở của ông à? Bây giờ như thế này nhá, tại cái thời điểm này, tại cái không gian này, tại cái bối cảnh lịch sử này, ông quyết định sẽ nâng cấp mày thành đại gia. Nhưng mày phải nhớ dắt lại hai cái con ấy về làm thơ ký cho ông. Rồi, con chả chơi. Làm đại gia như ông á, ngượng lắm. Có gì mà ngượng? Ông sẽ cho mày làm đại lý cấp 1 của hàng sơn Okiwa. Trời ơi, cho anh xin. Các chú ơi, cho anh xin. Những cái lỗi cái sao các chú lấy làm gì? Để anh đấu được các cháu lấy làm gì? Thôi, chú ơi. Thôi, chú ơi, chú ơi, chú ơi. Thôi, chú ơi, chú ơi. Chú ơi, chú lấy làm gì hả chú? Tôi xin chú. Cho tôi xin lại để cho các cháu đâu mà. Tôi nói cho vợ chồng Thang My biết nhá. Lốt tuần này mà không trả tiền nhá, xong rồi tôi thanh lý cho đồng lát. Quần áo tôi thanh lý cho mấy thằng rửa xe.
Đi chú ơi. Không, không, tôi xin chú, tôi xin các chú ơi. Tết nhất đến nơi rồi, chú cho tôi xin lại cái bao quần áo cũ để cho các cháu nó mặc Tết chú ơi. Tôi xin. Ôi giời. Đấy, lấy đi. Đi. Ôi trời ơi. Trời ơi, My ơi là My. Sao lại thế này? À, đi vào đi. Cái gì này? Sao mấy thằng này mang hết nồi niêu xoong chảo nhà người ta đi đâu này hả? Các anh ở đâu vào đây thế này hả? Bọn cháu vào xiết lợn nhà thằng My. Xiết nợ hả? Vâng. Xong việc chưa? Xong rồi bác. Thế xong việc rồi thì đi đi. Đi. Ừ, rồi. Nhanh chân lên. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, bác ơi, bác trưởng thôn ơi, bác trưởng thôn ơi, bác cứu em. Đây, 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 trưởng thôn đây. Đấy, 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 thôi, thôi, biết rồi, biết rồi. Không, bình tĩnh bác ơi, đừng là cho cắn đau tích, bác ơi. Ôi, tôi chết rồi, tích rồi. Từ, nào, tránh ra, không hồi hết, tránh ra cho nó thoáng, tôi kiểm tra xem nào. Trật tự xem nó vấn đề gì thế này. Thằng ơi, thằng. Anh ơi. Con thở. Vẫn còn thở, mạnh lắm. Ôi trời ơi, mình ơi. Mà sao tay thằng này nó cứ múa thế này nhỉ? Thôi chết rồi. Trời ơi. Thằng Thang nó bị động kinh rồi. Cụ. Hả? Bé nó ra xe. Tôi đưa đi cấp cứu. Nhanh nhanh. Để tôi cấp cứu. Em chả làm sao cả. Hả? Chỉ buồn thôi. Tại sao lại buồn mà lại tay cứ ra đầy vào thế hả? Ý là em trắng tay, các bác chả hiểu rồi. Ôi giời ơi. Đứng lên mình ơi. Rồi tôi đứng lên. Nhá. Đứng dậy đi. Hít thở đều vào. Hả? Hai đứa tình hình thế nào? Báo cáo trưởng thôn với chủ tịch, gia đình nhà Thang My đúng là không còn gì ạ. Theo con, trưởng thôn và chủ tịch cần cung cấp lương thực và tài chính gấp cho gia đình này ạ. Đúng như thế đấy ạ. Thôi, nhá, trật tự để người ta cứu chứ. Ôi trời ơi, các bác cứu gia đình nhà em ơi. Thôi, không phải khóc, sẽ có tiền cứu trợ ngay. Dạ vâng, em cảm ơn các bác. Khổ quá cái con mộ này, có im không? Em im. Tiền thế này. Nhìn thấy gì chưa? Em nhìn thấy rồi. Nín. Một này, hai này, ba này, bốn này, 10 triệu nhá. Yeah, cầm lấy nào. Cụ vào chụp kiểu ảnh chứng nhận nào. Xem là trong nhà con cháu có đứa nào nó mang đây để tôi trao cái tiền cứu trợ cho này. Ôi, dạ vâng, để em gọi hết các cháu nó các ra. Con ơi, yeah. Các con ơi, ra nhận qua cứu trợ các con ơi. Rồi nhanh lên các cháu, nhanh lên, nhanh lên các cháu vào đây. Vào đứng cạnh bác nhá. Nào đây, đây hai con này đứng đây. Nào, chuẩn bị chụp nhá, cười tươi nhá, cười tươi nhá. Rồi. Từ từ, khoan đã. Thằng này là thằng nào? Ôi tôi chết. Ôi trời ơi, con ơi, nó là con em. Ấy, con đây, con xuống đây. Con gửi cả. Thôi từ từ nào. Này. Nhưng mà trong đây thì đứa nào là con, đứa nào là hàng xóm hả? Dạ, tất cả là con em ạ. Con hết à? Dạ. Thế này thì số nữ nhiều hơn số nam nhỉ? Cả đàn bướm bướm, được mỗi thằng này. Hỏng. Chán lắm bác ạ. Không sao nhá. Bây giờ như này nhá. Dạ. Ngày mai hai vợ chồng đưa tất cả chúng nó lên Thiền Nam nhá. Tôi nuôi. Nhá. Thế à, đồ hắn hộ tay đi các tay. Rồi. Các con, hộ tay. Rồi. Chụp ảnh. Rồi. Rồi. 2, 3. Vỗ tay tiếp. Vỗ tay. Ôi. Đúng là xe máy khỏe hơn xe đạp điện, sợ hết cả hồn. Sen, nay Sen đi xe ai mà xịn đấy? Thế anh ngất ơ nghĩ, xinh như em mà không sắm nổi cái xe à? Eo ơi, ông Sự dạo này thoáng nhở, cho anh diện nhờ cả ô tô cơ đấy. Không, anh bây giờ hết nghèo rồi, bây giờ nhá, anh là chủ tịch đại lý cấp 1 của hãng Sơn. Anh thoát nghèo rồi, mình lại yêu nhau Sen nhá. Cái gì cơ? Cái gì? Mình lại yêu nhau nhá. Yêu nhau á? Ừ. Em biết thừa, anh lại tán em hộ ông Sự đúng không? Em ghét con mụ Sự, em ghét cay ghét đắng. Nếu anh mục đích chỉ như vậy thì anh thất bại rồi đấy. Không, không phải như thế. Anh thích Sen, anh yêu Sen thật mà. Nếu mà Sen đồng ý yêu anh nhá, anh sẽ cho Sen cổ đông vào đại lý Sơn của anh nhá. Khiếp, anh buông ra đi. Em đã bảo rồi, em làm việc với Daddy Tích. Việc nhẹ, lương cao, mà việc từ thiện thú vị cực.
Daddy á? Daddy là sao? Mà tại sao ông Tích lại là Daddy? Anh đúng là ất ơ. Daddy mà cũng không biết. Daddy Tích là bố nuôi của em. Em là Sugar Baby, là con nuôi của bố đấy. Alo, Daddy Tích à? Ơ thế á? Ôi trời ơi, thế á? Dạ vâng. Dạ vâng ạ. Dạ vâng ạ. Em lại được thưởng 1 tỷ đấy. Xinh không? Xịn không? Thế nhá, em đi đây. Để xe gì mà ngang thế? Daddy, Sugar Baby, bố nuôi, con nuôi. Nuôi xong nó thịt lúc nào không biết. Chơi đấy cả. Nếu mà dát tất cả các thứ ấy, ông sẽ thành đoàn những XO đấy. Đoàn những XO tốt rồi. Thế biệt thự sẽ đến đâu vậy? Em là xong hết ý tưởng rồi. Đấy, nhưng mà bây giờ bác vẫn cứ phải hỗ trợ em là bây giờ mua vàng đã để lấy cái động lực. Châu. Hả? Nhìn cái bồ em tròn đẹp không? Tuyệt vời luôn. Đấy thì anh đã bảo vợ rồi. Tức là vợ muốn sang này, muốn đẹp này, muốn độc này, muốn lạ này. Thì chỉ có đến thôi, trang sức của Huy Thanh thôi mà lại. Giờ thì em phải mua chục bồ, về em đéo ra đâu hề. Từ từ đã, đến xem là có bao nhiêu vợ, có bao nhiêu bộ quần áo thì mua bấy nhiêu bộ trang sức về phải đéo cho nó phong phú. Rửa mà nghỉ ra, em còn thêm về chục bồ nữa. Ô chào chú Kim, cháu xin lỗi nhá, cháu đến muộn đúng 1 phút. Chú Thanh ạ, không sao cả.
Dạ, cháu phải cho con bé nó ăn nốt xong rồi ra tiếp được chú đây. Chủ tịch đúng là ông bố quốc dân đấy. Dạ. Xin giới thiệu với chủ tịch, đây là tỷ phú Văn Đoành. Dạ, chào tỷ phú ạ. Tỷ phú Văn Đoành là khách hàng của tôi, sau này cũng là khách hàng của Huy Thành. Này chú Kim, ông tỷ phú Văn Đoành này là nhà tài phiệt giản dị nhất Việt Nam bây giờ. Quá chuẩn. Vâng, báo cáo với anh, em hướng lặng tuần toàn này thôi. Nhưng mà cũng phải nói thật là nhà điều kiện chẳng có gì ngoài tiền. Dạ, thế để mời hai bác lên văn phòng mình giao dịch luôn nhở? Anh ơi, có khi nhờ anh là gọi nhân viên cho nhận cho em ít tiền chứ không cứ vác đi vác lại thì mệt lắm. Vâng. Thế này anh nhận tiền của em đấy. Ui giời.青青的草原，星星在闪亮，梦中妈妈的脸在为我挂牵，为我向苍天祈福祝愿，她在遥望远方的天边。Bà My làm sao đây? Sao lại khóc? My khổ thật đi bà Ngọc ạ. Thằng Tiến là đẻ đằng sau đứa con, nó không nuôi được đứa nào đâu. Đây, bây giờ phải nhờ người khác người ta nuôi cho cái kia. Cái gì đâu, mình mới được lên thăm cơ mà. Đau lòng lắm bà ạ. Bác xem, con gấu em bố quá chưa? Cũng được, nhìn lách bằng con bé nhà tôi. Nó mới với dẻo đi kia rồi. Ông thích cũng thay giả thuê con tháng ngày nào chưa? Tiền thuê con ấy gì? Đã giả đúng nào đâu. Thế mai anh đòi nhớ. Đòi cái gì, đòi ông Quốc mặt dài à? Thôi em đi. Trân trọng cảm ơn những tràng pháo tay của toàn thể quý vị và các mạnh thường quân. Và ngay sau đây để liên tục chương trình, các nghệ sĩ của Thiền Am xin được trình diễn vở bi kịch Những đứa con mồ côi và bị bỏ rơi bên rìa vực thẳm. Tác giả Văn Tích. Thiết kế công trình và chỉ đạo nghệ thuật Thích Văn Tích. Giám sát thi công trưởng thôn Văn Đoàn. Mình nói gì mà nói dài đấy. Mày miên man quá. Dạ. Nha. Thầy mời con ăn táo ạ? Ăn uống cái gì? Đưa đi. Thì mày ăn đi. Chương trình của mày miên man quá. Cắt luôn. Cắt ạ? Chuyển sang giai đoạn mời các mạnh thường quân lên trao quà đấy. Nhanh không người ta dỗi người ta về hết đấy. Này. Xong tí người ta còn đưa tôi đi ăn cỗ. Nhanh. Dạ vâng, vào nói luôn. Vào. Kính thưa toàn thể các quý vị thân mến, và ngay sau đây ban tổ chức một lần nữa xin được vinh danh các mạnh thường quân đã ủng hộ cho chương trình của chúng tôi. Và chúng tôi xin mời tất cả quý vị chúng ta vui lòng giơ cao tấm biển vinh danh của mình để chúng tôi vinh danh thêm một lần nữa. Xin được trân trọng cảm ơn ngài Eddie 1 triệu USD. Xin được trân trọng cảm ơn Hotel Hạ Long Palace 3 triệu đô la. Hello. Thầy ơi, có à? Hotel Hạ Long Palace ủng hộ 3 triệu đô la đấy. 3 triệu đô. Bao nhiêu đô là bao nhiêu tiền? Nó khoảng gần 70 tỷ. À?
Vâng. Gần 70 tỷ cơ. Vâng. Nhiều nhất ở đây à? Nhiều nhất ở đây ạ. Này, khách hàng này tiềm năng đấy. Vâng. Mày mời lên đây tao định nó mấy câu nhé. Dạ vâng, mời. Kính thưa toàn thể quý vị, và theo lời mời chính thức của thầy Thích Văn Tích, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu ông Hoàng Trung Thực và bà Đào Phi Yến sẽ lên sân khấu. Rồi, nào các con, chào Mạnh Thường Quân nào. 2, 3. Chúng con chào Mạnh Thường Quân nào. Rồi, Mạnh Thường Quân chào các con. Thế các con ăn có đủ lo, mặc có đủ ấm không? Gần lo, xin ấm à. Ông Tích, ông phải cho các cháu ăn đủ lo, mặc đủ ấm vào. Vâng. Kính thưa hai Mạnh Thường Quân, đồng kính thưa tất cả các quý vị, phải nói rằng ngoài kia, ở đâu đó vẫn còn rất nhiều những mảnh đời bất hạnh. Một mình tôi phải tâm sự với quý vị là một mình tôi lo không xuể. Tôi lo đến mức mà kiệt quệ hết cả sức lực nên phải ngồi xe lăn như thế này. Khổ lắm các quý vị ạ. Dạ. Đấy, nhiều lúc nhìn các cháu nó đói mà tôi phải nhịn ăn để cho các cháu nó mặc, nhịn mặc để cho các cháu nó ăn mà vẫn không đủ, thương lắm mà. Cái thằng này đừng có nghịch dầu rơi dầu, tôi đánh cho mày nát người rồi đấy. Thầy xin lỗi, thôi vuốt nhẹ thôi nhé, vuốt nhẹ nhé. Yeah. Rồi không dè nữa. Đấy, giới thiệu với các Mạnh Thường Quân là đây, như cháu đây nó đây này. Bố thì đi tù này, mẹ thì cũng đang ở trong ngục. Đấy, khổ lắm. Còn rất nhiều những cháu khác nữa. Đâu, con Núi đâu nhỉ? Núi ơi, con Núi đâu? Ra thầy bảo này. Đây, cái con bé này mọi người nhìn này. Cháu Núi đây là tôi cũng nhặt cháu nó về nuôi từ khi cháu nó còn đỏ hỏn như thế này. Thế mà bây giờ nó tài năng thông minh lắm, nói được cả tiếng Anh đấy. Thế ạ. Con nói mấy câu tiếng Anh cho mọi người nghe đi. I love you, I live in me, thank you so. Đáng yêu quá. Hello. Mình, đấy, cháu đáng yêu cháu, quá. Cháu nó không chỉ nói được tiếng Anh, dạ, cháu nó nói được cả tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tunisia, tiếng gì các cháu nó cũng nói được hết đấy. Ở đây là toàn thiên tài cả đấy. Tài năng lắm. Ở đây các cháu ngoan và giỏi quá. Vâng. Mình cho lốt cái khoản 10 triệu của anh đi. Cho lốt 10 triệu ạ? Cho lốt 10 triệu. À dạ thưa thầy Tích, thưa bác trưởng thôn. Ông xã nhà tôi xúc động với hoàn cảnh của các cháu nên muốn tặng các cháu 10 triệu nữa để giúp các bác chăm lo cho các cháu cẩn thận hơn ạ. Thế thì còn gì bằng nữa. Dạ. Tôi thì thay mặt địa phương cũng như Thiền Nam bên dưới vực thẳm là tôi xin là cảm ơn hai vợ chồng Mạnh Thường Quân, các nhà hảo tâm và tôi hết ý kiến ạ. Dạ, rất cảm ơn các nhà hảo tâm, rất cảm ơn các Mạnh Thường Quân, nhưng đúng là 10 triệu thì nó cũng không phải là nhỏ. Dạ yeah. Vâng ạ. Thế nhưng mà phải nói với quý vị là tôi đang mời rất nhiều các tỷ phú lớn nhất của thế giới về đây để dạy cho các cháu. Dạ. Ví dụ như là tỷ phú Rod Barrot này, tỷ phú Zig Zag Kerbuk này. Đấy là tôi mời về để dạy cho các cháu trở thành các chuyên gia tài chính. Sau này các cháu sẽ trở thành những người đi bán hàng đa cấp. Không đơn giản đâu. Vâng, tuyệt vời quá. Vậy thì sau khi từ đây trở về, vợ chồng chúng tôi sẽ vận động thêm nhiều nhà hảo tâm nữa mang về đây đóng góp để giúp các bác nuôi các cháu tốt hơn. Rất cảm ơn hai bạn nhé. Dạ. Đây đây, giới thiệu với hai bạn kia kìa. Ông Tây SD kia kìa. Đấy, ông ấy cũng là tỷ phú nổi tiếng của thế giới đấy. Dạ. Mà ông ấy dạy các cháu nó chỉ có 30 giây thôi mà hết 50 đến 70 nghìn đô. Thế nhưng mà ông ấy cũng có lấy tiền đâu. Làm từ thiện hết đấy. Đấy, thế nhưng mà cái số tiền mà 10 triệu tôi nghĩ là muối bỏ bể. À, đúng không? 10 triệu là 10 triệu đô thầy Tích ạ. Dạ vâng, 10 triệu đô mà chồng em tặng nó tương đương với 230 tỷ đồng Việt Nam đấy ạ. Cái... bao? 10 gì ạ? 10 triệu đô. 230 tỷ đồng ạ. 230 tỷ ạ? Vâng ạ. Bao nhiêu? À, tôi nghe không rõ lắm. 230 tỷ Tích ạ. 230 tỷ à? Dạ.
Bác làm sao đấy ạ? Sự ơi, phen này thì mày chết với tao rồi. Sự ơi, chuyến này ông cho mày dụ tụ. Thế này ông Sự nhá. Vâng. Cứ tiến độ như thế này thì liệu công có thể bàn giao công trình cho tôi đúng thời hạn không? Anh đã nghe rõ chưa? À, lương của tôi thì anh lĩnh đủ, mà cách làm ăn như thế à? À, các anh gọi bảo vệ ra đây chắc chắn là mất trộm nhá. Không thể tự nhiên mà mất mười mấy thùng sơn của tôi được. Làm ăn như mèo ngửa ấy. Các cậu thấy chưa? Làm ăn thế à? Lương thì nhận đủ mà làm ăn như mèo mửa ấy. Thôi chú ạ, tình hình là bây giờ bên kho cháu cũng còn mấy sơn của cái công trình kho bạc, cũng là công nghệ châu Âu, sơn cũng chất lượng rất là tốt. Hay là cháu cho làm cho nó kịp tiến độ. Cái gì? Tôi là tôi không đồng ý đâu nhá. Cậu làm thế nào thì làm, tôi phải kịp là đón khách quốc tế đấy. Đúng rồi, tôi là tôi nhắc lại nhá, trong hợp đồng là sơn Okiwa thì công cứ sơn Okiwa công sơn cho tôi nhá. Mà tôi nói anh biết này, người Nhật ý, họ đã nghiên cứu rất kỹ về khí hậu của Việt Nam để họ phát triển ra cái loại sơn cho phù hợp. Thế thì các anh cứ Okiwa làm cho tôi. Bác Khoái đây nói đúng đấy. Trước đây tôi cũng xây cái biệt thự cho con trai ấy nhá, cũng sơn Okiwa 10 năm rồi mà vẫn như mới cứng ấy. Đúng quá. Cái hay của cái sơn Okiwa là như thế này, tức là nó không bạc màu, à, nó lại không bám bẩn, nó chống thấm rất là tốt, chống ẩm rất tốt. Nhưng điều quan trọng là cái sơn này ấy, nó rất thân thiện với môi trường. Nhà tôi ấy, xây 5 cái dinh cơ cho 5 đứa, mà công trình nào tôi cũng dùng Okiwa. Bác Khoái ạ, bây giờ là mùa xây dựng mà các công trình ấy, họ đều dùng Okiwa cả. Chính vì thế cho nên là em cũng đã đặt hàng trước rồi, nhưng có lẽ nó sẽ chậm 1-2 ngày. Giờ mong hai bác thông cảm cho. Cái chậm 1-2 ngày là... Tôi không biết nhá. Ông muốn làm thế nào thì làm, được chưa? Ngày giờ nhập trạch là tôi đã mời thầy về rồi. Nếu mà lỡ của tôi ấy, các anh hoàn toàn chịu trách nhiệm nhá. Đúng rồi, công phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Cái xe sơn nào đây? Xe của công ty đấy bác ạ. Cho này. Ê ông Quát ơi. Ông Quát ơi. Sao? Sáng sớm nay ông lấy sơn ở trong công trình này đi đúng không? Đúng. Tí thì ông giết tôi đấy. Chết làm sao được. Ông. Đây. Hả? Sơn ở đâu ra đây? Sơn á? Con mượn công trình mình đem ra đây có tí việc. Hả? Mày... À. Hai bác ạ. Ừ. Em đã điều Okiwa về đây rồi đấy ạ. Có khi em cho triển khai luôn ạ. Thế à? Vâng. Thế tốt rồi, triển khai luôn đi. Luôn vào ngay. Dạ. À, cậu kỹ thuật này. Dạ. Bây giờ cậu đi với tôi vào trong này. Vâng. Để tôi muốn thay lại cái đề co màu sắc một tí nhá. Dạ vâng ạ. Đi. Mày gì cái gì? Dạ. Mày làm ăn như thế à? Hả? Hả? Lấy sơn đây phải mở mồm ra chứ. Ông bảo con này bây giờ được làm đại gia rồi, làm chủ của đại lý cấp 1 sơn Okiwa. Con đi gặp con sen thì phải đem sơn đi chém nó mới chuẩn chứ, đúng không? Này, hả? Thế mày có hỏi ý kiến của nó là lương mỗi tháng 20 triệu nên làm thư ký rồi trợ lý cho ông, nó có nhất trí không? Dạ, nó bảo... Ui, bà đến. Tìm báo cáo lại ông nhé. Mày quá, ông vẫn ở đây. Ừ. Nhà bác Tích đang có việc muốn nhờ nhà mình đây. Ừ. Cách đây mấy hôm, ông Tích có gọi điện cho tôi rồi. Ông muốn xin tài trợ cho cái Thiền Am bên rìa vực thẳm ấy. Tôi trả lời luôn, không là không. Ôi kìa mình. Cái gì? Không phải là bác Tích xin tiền mình, mà là bác Tích cho tiền mình. Hả? Ông Tích nhà tôi, ông đang bảo tôi tìm một cái nhà thầu uy tín để xây cho cụ Đoành một cái biệt thự. Ở trong đó phải có một cái kho bạc chứa được 1.000 tỷ. Ôi dồi ôi, 1.000 tỷ đấy ông ơi, ông nhận bừa đi. Thế bà là lạ nhỉ, 1.000 tỷ chứ không phải đùa đâu mà bừa mới bãi. Bà Tích này, cái việc này tôi làm được.
Ông làm được hả? Nhưng mà nhất định ý, cái quan trọng là trong cái biệt thự đó là phải có một cái kho bạc chứa được 1.000 tỷ tiền tươi. Bây giờ ông làm được thì tôi đỡ phải đi tìm người khác. Bà thừa biết tôi là chủ thầu xây dựng mà để xây một cái biệt thự trong đó có một cái kho đựng được 1.000 tỷ này. Đúng. Nhưng mà cái quan trọng nhất là bà đã hỏi ý kiến ông Tích chưa? Ôi trời ơi, cái đấy là ba cái chuyện vặt vãnh, ông Tích ông giao toàn quyền cho tôi làm. Thế cho nên là thôi bây giờ thế này. Có đúng không? Ôi trời, này chém gió ấy. Ông này buồn cười nhỉ. Ông biết không, tháng trước ấy con phải đi chăn lợn được kìa. Mà đấy, ông nhìn xem tháng này đi hẳn lếch sật. Này, tôi nói như lúc này tôi thấy dùng cả vào tu luôn đấy. Này, tôi đặt trước cho hai bác 30 tỷ tiền mặt tươi đành đạch đấy. Hôm nào mà xong ấy, ông Tích ông nghiệm thu, em đưa nốt. Thế thôi, thống nhất là cho nhà em nhận nhá. Xong rồi, ngày mai thì em sẽ gửi chi tiết bản vẽ phối cảnh cho chị. Thế thì tốt quá. Hai bác cứ làm nhanh cho tôi, càng sớm càng tốt. Chứ gớm tiền như ông Tích như tôi cứ để trong bao tải, vứt ở gầm giường, vướng lắm. Rồi, xem nào. Thôi chết rồi, đã 4 giờ rồi. Thôi bây giờ là em phải đi qua nhà banh đây. Gấp gửi tiền ở trên đấy nhiều quá, người ta cứ kêu chật. Ra đấy giờ lấy về nhà đỡ để cho đỡ kêu. Em đi nhá. Bác đi thông thả. Ôi trời mình ơi. Này, tiền mà đựng vào bao tải, vứt đầy gậm giường. Đây. Hả? Ông Tích kêu gọi kiểu gì mà người ta lại tài trợ nhiều thế nhỉ? Giỏi thật đấy. Ôi đi nhanh cái chân lên xem nào. Ấy, từ từ. Sao? Tự ý vào chúng nó đánh đấy. Ôi thế không vào thì làm sao mà gặp được bọn trẻ con? Thế từ từ, để tôi gọi. Ông vào gọi thằng Hiếp xem nào. Hiếp ơi! Ôi Hiếp! Hiếp ơi! Ôi Hiếp! Các con ơi! Ôi các con! Ra mở cổng cho bố mẹ! Ui chúng nó ra đấy! Mô Phật! Mô Phật! À, nhớ ghi tao con 692.000 điểm đấy nhá! Đừng có quên đấy! Rồi, đi đi! Quên thì chết nào đấy! Ôi dồi! Bố cái thằng hậu động! Mô Phật! Này này, hai vợ chồng Thang Bi, lời trang nghiêm mà hai vợ chồng ông cứ giống lên như hát song ca thế à? Biết. Vợ chồng tôi nhớ các cháu quá, chú làm ơn cho vợ chồng tôi vào thăm các cháu một lúc. Thăm các cháu không phải thẩm quyền của tôi, vào hỏi thầy Thích phân tích. Chú ơi, tôi. Chị có 10 điểm lô chú cầm tạm, cho anh chị vào thăm các cháu một tí. Lần sau đừng có làm cái trò mèo như thế nhá, vớ va vớ vẩn. Tắt máy luôn này. Chắc thầy đang bận đấm lưng rồi. Thôi nhá, đi theo tôi. Nhưng mà nhớ phải đi nhẹ nữa nhá. Rồi, ê, chị nhớ rồi. Ở nơi ấy trên đỉnh núi cao có hai người, có ba người ngâm chân Họ đã sống không mùa đông, không mùa nắng mưa, chỉ có một mùa, chỉ có dạ thỉnh một thầy mùa. Ơi, đứa nào đấy? Có vợ chồng nhà Thang My muốn đến thăm con ạ. Thang My lại đến à? Vâng ạ. Sao nó đến lòng thế? Con không rõ. Cho vào đi. Mất vào thời gian. Thầy đồng ý thôi. Lấy thầy đôi dép. Dạ, để con đi tìm ạ. Thôi không cần, mất thời gian. Dạ. Dạ, dạ vợ chồng con xin. Dạ, dạ chúng vợ con chồng xin. Em chào thầy Thích Văn. Dạ, Tích ạ. À, dạ chúng con chào thầy ạ. À, này, hai vợ chồng nhà Thang My lại đến thăm con à? Tuần trước vừa đến thăm rồi, thăm gì mà thăm lắm thế? Hả? Để cho các con nó học hành nhá. Dạ, vợ em nó nhớ thằng cu, đêm khóc tu tu không ngủ được. Dạ thưa thầy, hay là thầy cho con mượn một đứa, mang về mấy hôm rồi con lại đem giả thầy ạ. Cái gì? Dạ. Này,
Anh chị cứ làm như chỉ có một mình anh chị là có con gửi ở đây. Bao nhiêu gia đình cũng có con nương náu ở đây. Thế thì người ta không nhớ con à? Mà nếu anh chị thích thì anh chị xách hết chúng nó về đi. Tôi không cứu mạng nữa. Dạ, thưa thầy, con không dám đâu ạ. Dạ, đấy là con cứ mạn phép con đề xuất như thế. Nếu được thì là cái tốt, còn không được cũng không sao ạ. Dạ, chứ bây giờ... Khó khăn lắm ạ. Vợ chồng con đang khó khăn như thế này. Mà thầy giả hết chúng nó về nhà con thì bây giờ con lấy gì chúng con nuôi ạ? Dạ, thôi ạ. Dạ, thôi con xin phép thầy chúng con về ạ. Dạ, xin phép này, thầy. Vợ chồng nhà khó khăn kia. Dạ. Lùi đấy tao bảo. Dạ. Bây giờ như thế này nhá. Biết là hai vợ chồng Thang My là đang không có việc làm nên rất khó khăn. Dạ. Đúng không? Tao sẽ phát tiền cho. Nhá. Dạ. Được chưa? Thầy lại được tiền à? Ừ. Dạ, chúng con đòi ơn thầy, chúng con lạy thầy ạ. À. Dạ, dạ, xin thầy ạ. À. Dạ, cảm thôi, ơn thôi, thầy. Thôi, dạ. Mày đừng lạy nữa, tao đếm nhầm bây giờ. Dạ. 1, 2, 3, 5 triệu, này, cầm lấy. Dạ, con xin thầy ạ. Thôi, Thang cầm lấy. Con My này là hay cờ bạc giặc dài lắm rồi, đưa cho nó rồi đốt nhà đấy. Cầm lấy, nhá. Dạ. Tiêu pha cho tiết kiệm, nhớ chưa? Dạ, vâng ạ. Rồi, thôi đứng đây chụp kiểu ảnh nhá, mang biển đấy các con. Dạ, thưa thầy ông nội, biển 30 hay là 50 ạ? Ờ, thưa vợ chồng nó tốt, đưa cái biển 20 thôi, nhá. Dạ, vâng ạ. Ừ, rồi đứng đây chụp kiểu ảnh nhá. Dạ, vâng ạ. Thôi, mình đi chụp ảnh với tao sao? Rồi, mày ra đi. Rồi, đấy, cầm cho chắc vào. Dạ. Chuẩn bị chụp đi, khi nào chụp thì cười tươi vào nhá. Dạ. Không nhăn nhó nhá, thật vui tươi phấn khởi nào, chuẩn bị. 1 2 3 cười. 3. Rồi ạ. Chụp xong chưa? Xong rồi ạ. Rồi tốt rồi. Dạ. Ừ. Dạ con xin cái biển mang về ạ. À, cái biển để lại tao còn phát quà cho người khác. Đi về đi. Dạ, dạ vâng ạ. Ừ. Dạ con đội ơn thầy ạ. Dạ xin phép rồi, thầy. Rồi. Ạ. Ừ. Này. Hai đứa nghe thầy bảo nhá. Tất cả những cái ảnh chụp đi làm thiện nguyện ấy là phải lưu lại, nhớ chưa? Để chẳng may nhỡ có đứa nào mà nó thắc mắc thì tao còn có cái mà sao kê nhá. Dạ vâng ạ. Ừ. À. Rồi cất đi. Tinh ơi. Tinh ơi. Cái gì đây? Ôi giời. À may quá. Ôi giời. Anh ở đây rồi. Cái gì đấy hả cụ? Tình hình này căng lắm rồi Tinh ạ. Có việc gì? Rất căng rồi. Cụ là trưởng thôn. Nó căng thì cụ làm cho nó trùng ra chứ có cái gì đâu mà. Vấn đề ở chỗ là bây giờ là cái quỹ của Thiền Am bên rìa vực thẳm bây giờ nó cứ phình to tướng nhá. Mà nó tiền cứ về nhiều này thì chết. Không có tiền thì mới chết chứ nhiều tiền chết làm sao được. Mà bây giờ nó phình nó bao nhiêu? Hôm qua là chị Tích với cả vợ tôi nó thống kê lại là ở các ngả tiền chảy vào quỹ thì nó rơi vào đâu độ khoảng 1.300 tỷ. Đấy. 1.300 tỷ rồi. Cho nên là bây giờ anh phải có một cái phương án khẩn cấp là giải ngân bớt đi. Không có thì ném bớt bố đi chứ. Tiền để một núi trong nhà đấy kinh bỏ bố. Này, cụ đừng có mà ăn nói lôm côm mà lằng nhằng nhá. Cụ đang là đương kim trưởng thôn, cụ phải ăn nói thế nào cho nó phù hợp nhá. Thiên hạ người ta quý tiền nhưng có thằng nào kinh tiền. Ôi giời ơi, này, cướp giết hiếp đâm chém nhau lừa lọc vì tiền ở ngoài xã hội đầy cái kìa. May mà không phủ kinh. Theo tôi đang tính như này. Bây giờ là mình phải chặn đứng tất cả các ngả tiền nhá, đổ về cái quỹ của Thiên Am bên rìa vực thẳm. Chứ không có thì nguy hiểm lắm. Cụ bị thần kinh à? Ờ. Hả? Bây giờ như thế này nhá. Nhá. Cụ mời tất cả các hộ nghèo, các hộ cận nghèo đến đây cho con. Thậm chí là cả các hộ giàu và các hộ cận giàu. Nói tóm lại là tất cả những thằng nào thèm tiền, cụ nhốt tất cả chúng nó vào sân vận động cho con. Dù cụ phát cho chúng nó mỗi thằng 10 triệu nhá. Còn thừa bao nhiêu nhá, cụ phát cho hai em đây nhá, là baby lụa và baby sen đây, mỗi đứa một cái dinh thự và 5 cái siêu xe, xem có hết 1.300 tỷ không hả? Ôi giời ơi, tôi nghĩ là vẫn không thể nào tiêu hết được 1.300 tỷ. Thế làm sao được? Thế thì cụ đốt đi hả? Cụ tẩm xong rồi cụ đốt hết đi, xem nó có hết không. Anh bị thần kinh à? Ai đi đốt tiền?